À, tiếp theo chúng ta có những từ bên dưới nữa ạ. Cưlta là cắt, khubudida là uốn, uốn uốn cong ấy, làm cong nó đi ạ. À, tiếp theo là chân ta đa giả, đây là cắt, chân ta đa giả, chân ta đa giả cắt, khuburita đây cũng có khuburita đấy ạ, đều làm cong đấy ạ. Phiêu tà là duỗi thẳng, phiêu là duỗi nhá. Phác tà là vặn xoay đóng, ví dụ thì chúng ta đóng đinh cũng có thể dùng từ phác tà nhá. Thì bây giờ những cái từ này đều có chữ tà thì các bạn vui lòng là chuyển nó thành đuôi yô giúp tôi ạ. À. Được không ạ? Mọi người vẫn là đang ở đây chưa ạ? Nè. À. Các bạn chuyển thành đuôi yô nhé. Đầu tiên số 1 cư tà sẽ thành gì ạ? Kinh này ô. Cái gì đấy hả? Kinh nơ. Kinh nơi ô. Kinh nơi ô. Kinh nơi ô. Cư nơi ô. Tiếp theo là khu bù đà. Kukuriyo. Khu bù đê ô. Ok, khu bù đê ô. Tiếp theo, trần tan hà đà. Trần tan hà đà. Trần tan hà đà. Chân tan heo. Chuẩn toàn hiểu, chuẩn toàn hiểu các bạn. Khu vui trà tiếp này. Upuriyo. Khu vui hiểu. Phía là Heo. phía Heo. hiểu. Ok. Bác là Akai. bác ca hiểu. Akai. Đúng rồi. Thì ở đây chúng ta nhìn ở cái ví dụ ở cái ngữ pháp bên dưới này là danh từ đi với euro nhá. Danh từ đi với euro là bằng cái gì đó, nếu có cụm đáy thì sẽ đi với euro và không có cụm đáy thì chỉ đi với rô thôi. Thì chúng ta nhìn lên đây ạ. À, ví dụ đây mà Kenchi, ví dụ như là cắt bằng kìm chẳng hạn, cắt bằng kìm thì chúng ta sẽ nói là gì ạ? Penchiro, Penchiro cứ nơi ổ. Được chưa? Penchiro kunoyo. Thế còn nipper thì chúng ta sẽ ví dụ như là cắt bằng kìm cắt thì nói như nào? Nippero chontanheo. Playero. Playero. Kuburoyo hoặc là Peo. Drivero. Drivero. Bakayo. Bây giờ các bạn đọc như theo từng câu như thế giúp thầy giáo nhé. Đây. À, mời các bạn ạ. Mời bạn Hà đọc trước này. Penchiro Tunnel Nipro Chân Tan Heo Playero Kukuriyo Draipero Pakayo. Ok, bây giờ Hà đọc lại vẫn mấy câu đấy này, đọc nhanh lên. Penchiro Kunoyo Nipuro Chun Tan Heo Hunlai Ro Kupureyo Turai Pro Pakayo. Ok. Mời Trang là Trang. Penchiro Kunoyo Nipuro Chun Tan Heo Hunlai Ro Kupureyo Turai Pro ba cây ồ Pacayo đúng rồi. Trang đọc lại, Trang đọc nhanh. này Penchiro Kunoyo Nifuro Chân Tan Heo Phân Lai Iero Kuburi Kuburiero Tura Ibero Pakayo. Ok. Driver Pacayo. Ví dụ cái bàn của mình nó bị bung ra cái ốc vít ấy thì lấy cái Driver Pacayo. Ok. Mời Ngọc.
Pen Penchiro Kurao Nipper Ro Kunoyo Chan. Kunoyo em ơi. Kunoyo. Penchiro Kunoyo. Penchiro Kunoyo. Nipper Ro Chun Tan Heo. Bunayo Kupu Royo Royo Driper Ro Pakayo Pakayo Pakayo. Ok. Đây, tiếp theo ạ, chúng ta có những từ vựng tiếp theo. Chân ki từ rin. Chân ki từ rin đây là khoan điện. Chân ki từ rin. Thứ hai là thốp. Thốp là cưa. Thứ ba là mang chi. Mang chi là búa. Spanner. Spanner là cờ lê. Nhá. Thì ví dụ là khoan điện thì dùng để khoan. Khoan là tulta. Còn thốp là cưa thì dùng để charuta. Cắt. Mang chi. Kuguru. Tutu di da là đóng. Phát tà cũng là đóng. Nhá. Tiếp theo. Spanner thì là trôi tà là vặn vào và pull tà là tháo ra. Bây giờ các bạn đọc giúp tôi 8 từ vựng này vậy ạ. Mời Ngọc đọc trước nhé. Chân kỳ tư rin. Thốp. À, thốp. Mang chi. Spanner. Bên dưới nữa. Vâng. Các bạn nhìn. Tunta. Charuta. Tuturita. Pakta. Choita. Punta. Mot. Nasamot. Pun. Pon. Hôn thử, nơ thử. Ok, đọc cả bên dưới luôn. Ok, mời Trang đọc, bạn Đào Ngọc đọc, bạn đọc cả bên dưới luôn. Bạn Trang đọc cả 10 bức hình luôn nhé. Học hết à? Đọc hết luôn. Penchi, Nipper, Kinnai, Kinnayo, Tulai, Tulaibo, Kinta, Kuburita, Chantan Hata, Kuburita, Piota, Takta, Chanki, Turin, Pop, Manchi, Supelo, Tunta, Charuta, Tuturita, Takta, Choita, Punta, Mot, Nasamot, Bontu, Notu. Ok. Mời bạn Hà đọc lại từ đầu nhé. Penchi. Nipper, Flyer, Driver, Kunta, Kupurita, Chontanhata, Kupurita, Pieta, Pakta, Chanki Turin, Pop, Mangchi, Supeno, Kunta, Charuta, Tuturita, Pakta, Choita, Kunta, Mot, Nasamot, Phun thư, nơ thư. Phun thư, nơ thư. Phun thư, nơ thư. Phun thư là cái tai ốc này. Là cái bu lông ấy. Phun thư. Còn cái nơ thư là cái tai ốc. Nơ thư. Này. Okay. À, tiếp theo chúng ta sẽ nói thành câu. Ví dụ như là khoan bằng khoan điện. Ai nói cho tôi câu này được không?
Khoan bằng khoan điện. Chân kỳ tư rin rô. Tu rơi ổ. Ok, chân kỳ tư rin rô. Tu rơi ổ. Ok. Tu rơi ổ. Tiếp theo là cắt. Cắt bằng cưa. Cắt bằng cưa. Khốp rô cha đai ổ. Em ơi, khốp ư rô. Có cuộn đáy là ư rô. À, khốp ư rô cha đai ổ. Khốp rô cha đai ổ. Ok. Đóng bằng búa. Mang chi rô ba cài ổ. Đây, bằng chữ rô, bà cài ổ. Bây giờ là vặn vặn vào bằng cờ lê thì nói như nào Trang? Phư phư le lơ rô chô sư sư phe sư phe lơ rô. À, cái này được rồi, sư phê nơ sư phê lơ sư phê nơ chứ không phải sư phê nơ cái gì đâu ạ. Phê sư phê nơ Spanner Speller Ro Cho Ear Cho Cho Yoyo Cho Yoyo Cho Yoyo hoặc là Cho Mida hoặc là Cho Yoyo. Tiếp theo là Pulta. Dùng cờ lê để Pulta để tháo ra. Tháo bằng cờ lê thì nói như nào Ngọc? Spelo ro puroyo. Puroyo đúng rồi, spelo puroyo. Tiếp theo. Chúng ta xem tìm hiểu cái chỗ euro nhá. Euro là bằng cái gì đó thì chúng ta xem này. Nếu mà gắn liền euro là gắn liền với một danh từ thể hiện một công cụ, một phương pháp hoặc là một phương tiện được sử dụng để thực hiện một hành động nào đó. Rô được thêm vào sau một danh từ kết thúc bằng nguyên âm hoặc gồm đấy là r. Còn euro được thêm vào sau danh từ kết thúc bằng tất cả các phụ âm ngoài r ra. Nhá. Ví dụ đây ạ. Bơn chơ, phạc kê, cù mơ ngân, chô cơm, tui ra kết sôi ổ. Bơn chơ là đầu tiên. Piếc kê, xin lỗi các bạn. Piếc là tường ạ. Piếc là bức tường, phần e là lên tường đấy. Piếc kê là lên tường. Cù mơ ngân, chô cơm, tui ra kết sôi ổ. Là gì ạ? Chắc là phải đục lỗ, đục một lỗ nhỏ trên tường. Đầu tiên chúng ta phải đục một lỗ nhỏ trên tường. Chân ki thử rin rô, he pul kai o. Sử dụng cái khoan điện chứ. Khoan bằng, để làm bằng, thử làm bằng khoan điện nhé. Chê ga cầm bang ka chê ol kê o. Chê ga cầm bang ka chê ol kê o. Tôi sẽ mang đến ngay. Nha. Tiếp theo số 2. Parusi. Tư cơn thô-cú-đô. Chà-rư-miên. An-đê-ô. An-đê-ô. Đúng không các bạn? Parusi. Tư cơn. Cái đó. Thô-cú-đô. Chà-rư-miên. An-đê-ô. Thì cái đó không cắt bằng cưa. Nếu cắt bằng cưa thì không được. Khrum. Bôn-lô. Chà-lai-ya. Thế thì phải cắt bằng cái gì? Nhá. Khrum, bullo. Bullo, chalaya deo. Vậy thì phải cắt bằng cái gì? Ở đây các bạn hiểu euro là bằng chưa?
bằng một phương tiện, một cách thức nào đó. Ở bây giờ như này nhá, chúng ta có thể nói là tôi ăn cơm bằng đũa, có nói được không ạ? Các bạn, tôi ăn cơm bằng đũa thì nói nào? Chất karak kuro makoyo. Chất karak kuro makoyo. Ok. Thế tôi đi làm bằng xe máy. Bạn Hà, tôi đi làm bằng xe máy. Bạn Hà ơi. Vâng ạ. Tôi đi làm xe máy có nói được không ạ? Vâng ạ. In haro. Otobai ro. In haro kayo. Vâng ạ. Otobai ro. Hoặc là ô tô bay rô vê say khai ô cũng được. Thì cái này các bạn, một số bạn Ngọc ví dụ đi làm bằng xe máy đấy, các bạn thế đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ luyện tập ở đây ạ. Đây, chúng ta đầu tiên chúng ta nối những cái hành động tương tự đối với từng cái dụng cụ. Đầu tiên là cưa thì chúng ta là cái gì ạ? Nói tiếng Hàn là gì ạ? Thốc. Cưa thốc đúng không? Thốc. Thế cái cờ lê thì là gì ạ? Panel. Panel. Tiếp theo, cái khoan điện. Cái khoan. Chân kỳ tư rin. Chân kỳ tư rin, đúng rồi. Tiếp theo là cái kìm mỏ nhọn này. Plier. Còn cái tô vít cuối cùng đó. Driver. Plier, driver. Nó cứ lẫn lộn với nhau, đúng không? Nào bây giờ chúng ta sẽ nối ạ. Phiêu tà thì dùng cái gì để phiêu tà? Dùng cái gì để phiêu tà các bạn? Flyer. Ok, flyer. Thế dùng cái gì để trôi tà? Vặn vào. Supernal. Tiếp theo dùng cái gì để tra đưa giả? Tra đưa giả là cắt, đúng không? Thốt. Thốt chứ còn gì nữa. Còn tiếp theo tuân giả. Tuân giả là gì ạ? Tuân giả là khoan ạ. Đúng không? Khoan chân kỳ tư rin. Chân kỳ tư rin. Còn tiếp theo là dùng cái gì ạ? Driver để phát tà, đúng không? Giống như kiểu bài, giống như cái trong bài hội thoại đấy. Nhá. Ok, bây giờ chúng ta đặt câu được không ạ? Ví dụ chúng ta vặn bằng đây ạ. Chúng ta lại vặn bằng driver thì nói như nào ạ? Thì giáo làm câu này trước nhá. Driver lô pagayo.
Đấy là cái số 1 ở đây, số 1. Cái thứ hai, dùng cái player để peel thì nói như nào ạ? Mời Trang. Player peel. Ok, player peel. À, tiếp theo là dùng dùng cái shader, dùng calculate để vặn vào thì nói như nào Ngọc ơi? Spanner ro cho Tiếp theo dùng cái gì để tra được là nào, mời bạn Hà cắt bằng cưa. Opuro charayo. Ok, mời bạn Trang khoan bằng khoan điện. Chunky turi ro ru turayo. Chunky turi ru turayo. Ru cái gì? Ru ro ạ. Ru ro. Không, cái nó có chữ L thì nó giống như không có cụm đáy em ạ. Chỉ thêm rô thôi, mà thêm rô vào thì hai chữ L gặp nhau thì sẽ đọc là lô. No. Trơn kỳ từ đi lô. Tu. Đúng không? Tu rồi. Vâng, tu rồi. Ok, tu rồi. Bây giờ chúng ta sang câu thứ hai ạ. Kim ơn bố bố, bạn ơn thế ta vân, cô đưa dèo. Chúng ta xem hội thoại và chúng ta chọn đáp án đúng. À, câu số 1 và câu số 2, tôi dành cho các bạn mấy phút. Các bạn ai làm được gì các bạn bảo luôn nhé. Có một ai làm được chưa? Trang Hà, Ngọc. Chuẩn xa đây là dây thép nhá. Chuẩn xa. Chuẩn xa는 무엇으로 끊으면 끊으면 될까요? 펜치로 끊으세요. 망치로 끊으세요. 또 뭐 리모트 Câu 1 đi 1 đúng rồi ạ. Chỉ dùng penchi là kìm, dùng kìm để cắt, chứ có ai dùng búa để cắt không, đúng không? Câu số 2 là dùng búa để cắt ạ. Nào, ý số 2 thì chúng ta chọn như nào ạ? Trường Sơn ơn, đi pro, trả lời miên, tùy ố. Trường Sơn là dây điện ạ. Cha đưa ra các bạn phải biết đây là cắt đúng không ạ? Nhưng vấn đề là cắt dây điện thì chúng ta dùng nipper hay dùng thốt? Nipper. Đúng rồi, dùng nipper chứ ai dùng cưa đi cắt dây điện bao giờ? Đúng không? Đấy, với nhau chút thôi, đều là cắt thôi, nhưng cắt bằng cái gì? Cắt bằng nipper hay là cắt bằng thốt? Nha. Các bạn hiểu chưa? Chúng ta sang phần tiếp theo nhé. Hội thoại số 2 chúng ta ông giám đốc sản xuất ông sẽ nói chuyện với bạn Tuấn ở phần này. Công dân Giang Nim Inchik Ocean Nail. Công dân Giang Nim, ông giám đốc điều hành ơi, ông đến sớm thế. Đê. Ừ. 그레처에서 생각보다 일이 빨리 끝났어요. 아, bởi vì mọi thứ diễn ra nhanh hơn tôi mong đợi. Được khách hàng. 그레처. 새로 들여온 전기 전단기는 문제 없어요?
새로 들어온 들어온 전기 전단기 전기 전단기 đây là máy cắt điện, 전기 là điện, 전단기 là máy cắt, thì là máy cắt bằng điện. 새로 새로 là mới, 들어온 là mới vào, mới về. 전단기는 cái máy cắt điện mới về thì 문제 없어요, tức là 문제 là vấn đề, 없어요 là có, không có vấn đề gì chứ. 네, 아주 잘 돼요. Vâng, rất là tốt. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 부드럽다 là mịn nhá. So với cái máy cắt trước ấy, so với cái trước ấy, so với cái sử dụng lần trước ấy, thì là phân xin là rất nhiều. 부드럽고요, cắt mịn hơn so với trước rất nhiều. Cung Trang Trang lại tiếp tục ạ. 그래도 cho dù như vậy, 위험하니까, vì là nguy hiểm, 조심해서 사용하세요. Và bạn hãy sử dụng một cách cẩn thận. À, 그런데 Tuấn chỉ. À, thế nhưng Tuấn à, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 갖춰다 주세요. 괜찮으면 nếu không có gì, 리안 씨한테 tới 리안 씨. 한테 là tới ai đó nhá, tới 리안. 용접봉, 용접봉 ở đây là cái que hàn. 좀 갖춰다 주세요. Là hãy làm ơn mang đến cho người ta, mang đến cho 리안 cái que hàn. 아까부터 찾고 있었어요. Từ nãy đã đang tìm, đã tức là đã đang tìm từ nãy. 그래요. Vậy à? 지금 작업장에서 용접은 하고 있죠. À vậy, bây giờ vậy à? Bây giờ vẫn đang hàn ở nơi làm việc chứ, đang hàn ở công trường chứ. 제가 얼른 가볼게요. Tôi sẽ đến nhanh. Tôi sẽ thử đến nhanh xem. Nhá. Tôi sẽ đi ngay lập tức. 얼른 가볼게요. Thì đây chúng ta có mấy cái từ vựng đó là 그래죠. 그래죠 là khách hàng. 그래죠에서 들여온, 들여오다 là mang đến. 용접하다 là hàn chỉ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nha các bạn nhé. 뭐 이제 좀 수상해야 돼. 대화 2. 공장장님, 일찍 오셨네요. 네. 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝나서요. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 네, 아주 잘 돼요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? 제가 얼른 가볼게요. 대화 2. 공장장님, 일찍 오셨네요. 네. 거래처에서 생각보다 일이 빨리 끝나서요. 새로 들여온 전기 절단기는 문제 없어요? 네, 아주 잘 돼요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 아, 그런데 투안 씨, 괜찮으면 리안 씨한테 용접봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 용접을 하고 있지요? 제가 얼른 가볼게요.
Bây giờ thầy giáo mời từng bạn một đọc nhé. Mời bạn Trang đọc trước nhé, Trang nhé. Công Trang Trang Lim in tích ở sớt nèo. Nè, cơ đê chơ ở sơ xem các bụ ta y đi bàn ni cân na sổ yô. Xe rô tương rơ ôn chân kỳ chân tàn kỳ nè. Nguồn chê ọp sổ yô. Nè, a chú chăn tuê yô. Chân nè sư tôn cất bụ ta bên xin bụ tư lớp cô yô. Cứ rê yô. Kureto uy hôm ha nhị ca chôm xin he sơ sa dông ha xe ô à khu đơn tê tu an si khuyến chan nư miên đi han si hẳn thê rong chấp bông chôm ca chia ta chu xe ô a ca bù thơ chắc cô ịp sớt sỏi ô khu đê ô chi cùm chắc cấp trang hề sơ dòng chấp phân hào cô ít chiếu chê ca ơn nâng ca bôn kèo. Này, mời bạn Ngọc. Ngọc ơi. Công Trang Trang Linh in chi in chích in chích ô xuyết nêu. Ok, in chích ô xuyết nêu. Nè, cười chơi, cười chơi ê sơ, xem cắp bù ta, in đi, pan đi, cứt nà sơ, xe rô, từ rìa un, chân tan kỳ nâng muôn chê ập xoay ố nè a chú chan tuê tòa ố chân nê sư tơn cớt bô ta hoan xin bu tư rớp cô Greto ơi hôm ha ni ca cho xin he sơ sa dông ha seo a grante tu an si tu an si con si creo chi cương Jacob. Ngọc ơi. Dạ. Ngọc có hẳn cái đoạn cái dòng bên dưới à? Quan quen chan hương miên. Quen chan hương miên. Tuy han si han tê dông chấp bông chôm ca chia ta cho xe ô a ca bô thơ chát cô ít sớt sơ creo chì cưm cha cướp chàng ế sơ dông chơ bình ha cô ít chiếu chê ca an nân ca bôn kêu ân lần ca khá bôn kêu thấp bôn kêu. Rồi mời bạn Hà. Công Trang Trang Nìm in chốc ô sắt nèo in chích nè. Em ơi in chích ô sắt nèo nè cơ đê chơ ế sơ xanh các bô ta Iri pali kena soyo. Sero turia on chun ki chun tan kinen munche up soyo. Ne achu chan deo. Chene su tul kut bota hun sin putu rup goyo. Gredo. We hum hanika cho sim heser sayong haseo.
그런데 호안 씨 괜찮으면 리한 씨한테 영접 봉 좀 다 지어다세요. 아까부터 다 주세요. 다 지어다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 영접은 하고 있지요? 제가 얼른 가 볼게요. 네, 오케이. Bây giờ bạn bạn Hà đóng vai là công Trang Trang, còn bạn Trang đóng vai là Tuấn nhé. Hai người đóng vai với nhau. Nè. Công Trang Trang nên in check ở sớt nào. Nè. 그래서 생각보다 일이 빨리 끝났어요. 새로 들여온 전기 전단기는 문제 없어요? 네, 아주 잘 돼요. 전에 쓰던 것보다 훨씬 부드럽고요. 그래도 위험하니까 조심해서 사용하세요. 아, 그런데 호안 씨, 괜찮으면 리한 씨한테 영접 봉 좀 가져다 주세요. 아까부터 찾고 있었어요. 그래요? 지금 작업장에서 영접은 하고 있지요? 제가 얼른 가 볼게요. 오케이. 오케이요. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần từ vựng trong phần này. Đó là phần máy công nghiệp. Chơi chúa kỳ kỳ, máy công nghiệp. Các ngành công nghiệp thường trong các công ty đều có những máy này rồi ạ. Đặc biệt là những ngành về cơ khí. Ví dụ như chân kỳ, trường toàn kỳ. Cái này chúng ta đã học trong bài đối thoại rồi. Đó là chính là máy cắt sử dụng điện. Đúng không? Chân kỳ là điện. Chân kỳ là điện. Còn trường toàn kỳ là máy cắt. Chúng ta hát à này nhé, chúng ta kì. Tiếp theo là air compressor. Air là air, không khí đấy, air compressor. Cái này là air compressor đấy, máy nén khí đấy nhé. Tiếp theo là chân kì dùng chốc kì. Chân kì là điện, dùng chốc kì là máy hàn nhé. Dùng chốc hà tà là hàn. Tiếp theo là kha sư dùng chốc kỳ. Kha sư dùng chốc kỳ, đây là máy hàn bằng ga. Tiếp theo là dùng chốc bông là que hàn. Pending kỳ là cái máy mà đóng gói á. Nó có cuộn dây bằng vàng, các bạn lưu ý là ở những cái thùng to người ta chít vào cái dây màu vàng vàng ấy, cả một cái hộp ấy. Các bạn có hình dung ra không ạ? Tiếp theo là hoist. Đây là cần cẩu ạ, cẩu trục ấy. Control panel đấy là control panel ấy, trong tiếng Anh ấy. Control panel ấy là bảng điều khiển ạ. Hand to, nó chính là tay. Hand to, second hand đấy. Car là ô tô, car. Hand to car là ô tô để bằng tay, để xe nâng tay. Johnson link là cuộn dây điện. Johnson là dây điện. Vừa nãy chúng ta trong phần bài tập số 1 đấy, phần luyện tập phần số 1, chúng ta có ở ý số 2 ấy ạ. Chúng ta có trơn sơn cắt bằng gì đúng không ạ? Cắt bằng da, cắt bằng nipper hay là cắt bằng thốp đấy. Chính là trơn sơn đấy. Đây. Từ đây chúng ta có động từ đi với cuối. Cô ý ta là đang làm việc gì đó nhá. Ví dụ đây ạ. Cô Trang ha cô ý sôi hồ. Cô Trang là đóng gói ạ. Pending key là cái máy mà cuốn dây này. Máy thắt dây này. Là cô Trang
하고 있어요. 즉, 난 đóng gói bằng cái máy vending kì. 포스트로 문건은 문건은 올리고 있네요. Đó là dùng cẩu để đưa hàng hóa lên trên cao. Nhá, dùng cẩu này, bằng cẩu này thì là đang olida là đưa lên này. Môn cơ là hàng hóa này, đang đưa hàng hóa lên trên cao. Nè. 제품이 별로 무겁지 않아서요. Cái chế phụm là sản phẩm ấy thì là phiên lô là không lắm, không gì ạ, một gốc chia án na rồi, không nặng lắm, đây không phải là không nặng lắm đâu, tức là nó nặng đấy ạ. Hàng không nặng lắm, dùng cẩu à, vâng, hàng không nặng lắm, nhìn hàng cũng không nặng lắm đâu ạ. Đây là đang, Odida đưa lên. Thế ví dụ như chúng ta đang ăn thì chúng ta nói như nào ạ các bạn? Bạn Hà? Ngọc ơi, đang ăn nói như nào Ngọc? Đây, động từ này chúng ta chỉ việc bỏ chữ tà đi thôi ạ. Và ghép với cô ít tà. Thì chia đôi câu, ví dụ cô ít soi ô chẳng hạn. Mà cô ít sợi ô. Ồ, mà cô ít sợi ô, đúng rồi. Còn ăn cái gì thì cho lên trên này. Nhá. Ví dụ như ăn một cô ít sợi ô, em đang ăn cơm. À, tiếp theo, ví dụ như uống bia, tôi đang uống bia, nói nào. Tôi đang uống bia, nói nào. Ngọc có nói được không? Không. Ở Mekchu, Mekchu Masita. Mekchu là bia. Mekchu Man. Mekchu Run. Masi, Masita, Masiko Isoyo. Mekchu Masiko Isoyo là đang uống bia. Thế đang gọi điện thoại nói như nào cha? Hiểu telephone, hiểu telephone lên. Chân hoa cô ít rồi không phải hiểu telephone nữa bằng điện thoại thông hoa các bạn có còn nhớ cái chữ thông hoa thông hoa nó chính là gọi điện thoại này thông hoa ha là thì là gì thông hoa ha cô ít rồi trở nên thông hoa ha cô ít rồi gì ạ. Thế bạn Hà nói là bây giờ em đang ngủ, nói nào. Chào cô ý rồi. Đấy, chào cô ý rồi. Thế thôi. Đơn giản đúng không các bạn? Thế bây giờ này, chúng ta ứng dụng cô ý tà này. Để chúng ta nói ạ. Đây ạ. Ví dụ bạn Ngọc đang dùng kìm để cắt thì nói như nào? Thầy giáo sẽ lấy ví dụ đầu tiên là bạn Ngọc lấy dùng kìm để cắt dây sắt nhé. Dây sắt các bạn biết là gì không ạ? Dây thép vậy. Trường Sa vừa nãy có ví dụ đấy. Sắt cái thép này. Dây thép đấy. Ngọc xin ơn, Ngọc xin ơn. Penchiro, trường xa rơ, khứ nơi ổ. Đấy là Ngọc lấy, Ngọc cắt dây thép bằng kìm. Chúng ta nói như vậy. Nhá. Ví dụ như là bạn Trang cắt gỗ bằng cưa thì nói như nào hả? Cái gỗ là gì? Trang cắt gỗ bằng cưa. Tôi thấy gỗ là gì đấy?
Cô Nam Mu em. Nam Mu à? Nam Mu là cây. Vâng ạ. Thô Pư Rô. Thô Pư Rô. Nam Mu Cha Gaiyo. Thô Pư Rô. Nam Mu Rư. Cha Gaiyo. Cha Gaiyo. Cha Gaiyo. Ok. Nè. Thế bây giờ này. Hà hãy đóng đinh bằng búa. Nói như nào Trang? Hà đóng đinh búa nè. Hà hãy đóng đinh bằng búa. Nè, mang chi rô mốt chú xeo. Cái gì? Mang chi rô mốt chú xeo. Cái gì? Đóng đinh bằng búa. Mốt chú xeo cho em đinh ấy. À đâu mốt mốt xeo mốt sư xeo. Ồ, cho mốt sư xeo đó. Đóng là gì ạ? À đóng à quên à tư đi điêu yo điêu. Đóng là gì ạ? Tư đi tu 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 đi tả tu tư đi tả hoặc là bác tả. Nhá, quý nhá. Bang Chiro, Mose, Park Cư Thê Hồ. Bên đinh, đóng lên cái đinh thì phải là Mose, Mốt E. Nhá. Ok. Bây giờ chúng ta sử dụng Tư Rô và Cô Y Tà. Ví dụ như là tôi hỏi là bạn Hà đang đi đâu chẳng hạn, thì bạn Trang bảo là Hà đang đi Hà Nội thì nói như thế nào? Hà chỉ là OT cắt xôi không? Trang trả lời thế nào? Hà Nội e ca ít coi không? Kako isoyo. Kako isoyo. Ok. Đấy là cái những ví dụ này. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái phần bây giờ thế này. Tôi muốn đi Hàn Quốc. Quốc là quen nghi. Quen nghi đây là cái quốc. Thế bây giờ tôi muốn đi Hàn cái quốc thì nói là dùng chớp là dùng chớp kia là Hàn là máy Hàn, còn dùng chớp ha tà là Hàn. Đấy. Thì bây giờ tôi cho các bạn 3 phút đến 8:30 các bạn nghĩ cho tôi câu đó là em muốn đi Hàn Quốc. Thế ơi, cái quốc là gì đấy ạ? À? Quen nghi đây này. Quen nghi. G O E N quen nghi. Dùng trước hạt là Hàn nhé. Dùng trước hạt là Hàn.
Mọi người làm xong chưa? Ủa. Nào bây giờ ai nói là tôi muốn đi Hàn cái quốc nữa nào? Cho nên khoan y rừng dông chấp hà cô xếp hợi ổng. Đấy là em muốn Hàn cái quốc, chứ không phải em muốn đi Hàn cái quốc. Đi. Em đi ra chỗ khác để Hàn ấy. Tức là em cầm cái cuốc hỏng ở nhà em, đi ra cái quán Hàn xì bảo người ta Hàn cho ấy. Tức em muốn việc là đi cầm cái cuốc đi Hàn, chứ không phải là em muốn Hàn cái cuốc. Nhà em không có mấy Hàn để em Hàn. Đúng không? Vâng ạ, để em chỉnh sửa lại. Như Hà nói là dùng chớp Hà cô ship phơi ổn đó, em muốn Hàn cái cuốc, nhưng không phải, tức là nhà em có một cái cuốc hỏng, em muốn đi ra cái cửa hàng ấy, em nhờ người ta Hàn cho. Trang nào đúng Trang? Em thử đọc nha. Cho nên dùng chấp hà nên khuyên y kako ship phơi.
Xin lỗi các em nhé, thầy giáo có điện thoại. Các em ơi. Vâng ạ. Xin lỗi các em nhé, vừa xong thầy giáo có điện thoại. Mày nói nhiều quá. Trang nói lại cái câu của Trang với Trang ơi. Ê, cho nên dùng chớp hai rừng kê hang y kako shipper. Cái gì? Nói lại nào. Cho nên này. Cho nên dùng chớp hai rừng. Dùng chớp hai rừng. Haro. Ê, haro. Kê hang kang y. Quang y. Kako shipper. Quang y. Quang y. Nè, kè quang y kako shippo. Kako shippo không? Trang làm gần đúng rồi. Đây nhá. Trang làm trở nên này. Dùng chớp hà rơ đúng không? Dùng chớp là hà này. Dùng chớp hà ra là hà này. Rơ là đẻ này. Đó. Quang y đúng không? Quang y. Quang y gì Trang nhỉ? Quang y ca 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 cô ship phôi cô ship cái này thì cái quen y này Trang nhá b ừ. Lên đằng trước này là ok ừ. Nhá cho nên quen y r dùng chớp hà r là cái này mới là Hàn Quốc cơ mà đúng không? Này cả cụ mà quen đi dân dùng chớp hà rơ mới là dùng chớp hà đà này mới là Hàn Quốc. Cái Hàn trên này. Quốc em để dưới này thì còn gì là Hàn Quốc nữa. Ok này. Đó như này nhá, bây giờ chúng ta có thể nói được câu là tôi muốn đi Hàn Quốc. Đau đầu. Thêm nữa chúng ta có chữ sò a pò. Chúng ta đọc là sáp. Chưa? Sáp có nghĩa là sẻng. Không Hàn Quốc đến đi Hàn sẻng. Ok. Và bây giờ chúng ta có những cái phần bài ví dụ như này ạ. Luyện tập ạ. Nhá. 사진을 보고 알맞은 말을 연결하세요. Chúng ta nhìn bức tranh và chúng ta nối từ vựng. Tiếp theo số 1 thì chúng ta chọn đáp án nào ạ? Máy cắt này. Chân kỳ, chân tan kỳ. Chân kỳ, chân tan kỳ. Ok, chân kỳ chuẩn tan kỳ. Nói ạ, chân kỳ chuẩn tan kỳ. Chân kỳ chuẩn tan kỳ. Cái thứ hai là máy gì đấy ạ? Chân kỳ dùng chấp kỳ. Chân kỳ dùng chấp kỳ. Cái thứ hai là máy hàn điện đấy. Các bạn đã bao giờ nhìn thấy máy hàn này ngoài thực tế chưa? Chưa. Ô, mấy cái anh đi hàn biển quảng cáo suốt ngày cho cái này lên xe để kéo đi. Biển quảng cáo thứ hai dùng máy này gọn nhẹ. Tiếp theo là máy nén khí. Nén khí bên ngày yêu compressor. Này là pending key đúng không ạ? Pending key. Cái máy buộc. Các bạn có nhớ cái mỗi cái thùng hàng to mà nó có cái dây vàng vàng ấy. Các bạn có nhớ không? Cái dây vàng vàng mà băng dính là... không, nó không phải gọi là băng dính. Đây là cái dây vàng vàng, dây buộc hàng. Cái dây vàng vàng mà nó buộc xong mình lật ngược nó lên, mình bóc cái lật ra ấy. Cái này chúng ta đi rồi ấy xong. Tiếp theo còn cái cuối cùng đó là oyster đúng không?
Và cái gì ạ? Cậu á. Cậu đúng không? Đây, tiếp theo chúng ta dùng cô ý tà đây để xem người ta đang làm cái gì nhá. Kurimun Bogo xem bức tranh và cô ý tà đơn sai ông nghe không? Hãy sử dụng cái cô ý tà theo hóa đơn của anh Sơn Tây hoàn thành hoạt động hội thoại. Chân kỳ dùng chức. Chân kỳ dùng chức kỳ đô chạc cấp hạ gũi rồi nè cái gì đây chân kỳ dùng cho kỳ Fuchida. Fuchida là đính bạn Trang làm câu 1, bạn Hà làm câu số 2 cho thầy giáo nhé. Nè. Fuchida là đính hoặc dán. Còn Henduka là cái máy nâng, xe nâng tay. Munkun là Unbanhata, là Unbanhata là vận chuyển. Munkun là hàng hóa, vận chuyển hàng hóa bằng Henduka, xe nâng tay. Unbanhata là vận chuyển đấy. Cục chỉ là dán hoặc là đính. Cho em làm luôn. Ok, mời cha. Nè. Chân kỳ dùng chất kỳ đồ chắc cấp hạ cô ít xoay ốc. Nè. Chân kỳ dùng chất kỳ đồ bù thi cô ít xoay ốc. Bù thi cô ít xoay ốc. Ok. Mời Hà làm câu số 2. Vâng ạ. Mù sân cha cơ bình hạ cô ít xoay ốc. Hên tư kha rồ. Mun cơ nên un pan ha cô ít rồi. Mun pan ha cô ít rồi.
운반하고 있어요. 오케이. 운반하고 있어요. 오케이. về phần máy móc thì chúng ta có một số đặc trưng này như vậy. Còn tiếp theo chúng ta có những cái máy móc nữa ở bên ở phần thông tin, ví dụ kìm cộng lực là gì, xê chi lê là mỏ cày, rồi cà lê ống là cái gì đó, sapo là giấy giáp này, chun là rũa này, chông là cái chông để đóng ấy, xung cốt là cái dùi này, đồ gá này, nói chung là rất là nhiều. Và về làm cơ khí thì các bạn chú ý là những cái từ như vậy, nhiều khi là chúng ta còn chả biết nó tên là gì, mình nhìn là biết nhưng mà tên một tiếng Việt nhiều khi chúng ta không biết. Ví dụ như cái đồ gá chẳng hạn, Trang chắc gì đã biết đúng không? À? Đây, Trang không. Nhìn lên trên cái này nhiều khi mình không. Chả biết tên gọi nó là gì. Này, ở Việt Nam thì chả biết. Tiếng Việt của chả biết thì không biết. Thật nè. Cho nên là cái việc mà làm mình làm trong ngành chuyên ngành thì mình biết được. À, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ làm phần EBS topic luôn các bạn nhé. Sáu EPS topic 듣기. 1에서 2번. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 이것은 무엇입니까? 1. 밴딩기입니다. 2. 절단기입니다. 3. 용접기입니다. 4. 호이스트입니다. 2번. 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 자르고 있습니다. 2. 용접하고 있습니다. 3. 못을 박고 있습니다. 4. 구멍을 뚫고 있습니다. 3번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 이 드라이버를 리한 씨한테 좀 갖다 주세요. 대답을 고르십시오. 이 드라이버를 리한 씨한테 좀 갖다 주세요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 지금 뭐 하고 있어요? 펜치로 철사를 구부리고 있어요. 펜치로 하면 힘드니까 플라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요. 뭐 하고 있어? 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 지금 뭐 하고 있어요? 펜치로 철사를 구부리고 있어요. 펜치로 하면 힘드니까 플라이어로 해보세요. 이걸로 하면 힘도 별로 안 들고 일도 빨리 끝낼 수 있어요.
Thế em làm luôn cái phần đọc hiểu nhé.
Mọi người làm xong chưa? Mọi người làm xong chưa? Rồi ạ. Rồi. Ok. Ở phần số 1 cô mấy ạ? Phần nghe trước ạ. Cái máy này máy gì đây ạ? À, hàm. Số 3. 3. 3. Ok. Số 2 là đang làm cái gì đây ạ?
là khoan đồ lỗ khoan ý mấy ạ? 4 ạ. 4 đúng. Câu 3 chọn cái nào đúng ạ? Các bạn chọn ý nào? Câu 2. 2 đúng. 2 ạ. 2 đúng nhá. Câu 4 câu 5 thì câu 4 là người nữ nhá. Người nữ là bây giờ đang làm việc gì? Câu 4 chọn ý mấy ạ? 3. 3, đúng rồi. Câu 4 chọn ý 3. Câu 5, người con trai người con trai bảo người con gái sử dụng cái gì? Chọn ý mấy ạ? Em chọn cái 2. Thì 4 đúng em. Layer kiểm hóa nhỏ. Dùng kìm mỏ nhọn vặn thì nó sẽ đây này, dùng kìm mỏ nhọn này. Câu số có 5 câu phần đọc ạ. Cái số 1 thì chọn cái gì ạ? 2. Câu 1 chọn phôn thử, ok. Câu 2. 2 ạ. Thứ hai đúng không? Buôn cơ nữa. Chả được vui gì nhỉ? Chát là tìm này. Ôm ghi đà là vận chuyển này. Nó chuẩn bị là chuẩn bị này. Có một cái số 2 là cắt rồi. Câu 3 chọn gì mấy ạ? 1 ạ. Câu 3 chọn 1. Rồi, tu cô. Phải tháo cái NASA mốt xong rồi đó mở cái nắp. Nhá. Đây là phải gì ạ? Tiên chôm cơm he ya hàn hàn đệ. Tôi cần phải là kiểm tra cái máy, bảo dưỡng máy. Tôi phải làm thế nào? Thì đầu tiên là phải dùng cái tô vít, dùng spanner, dùng cái cà lê để vặn cái NASA ra đã. Xong sau đó là mở cái nắp lên. Câu 4 đến câu 5. Tôi đang làm việc ở tại cái công ty làm về đồ gỗ, làm về nội thất. Dạo này là tôi đang làm việc về cái bàn, làm ra cái bàn và những cái đồ vật cần thiết, những cái dụng cụ cần thiết có nhiều. Đầu tiên là nếu mà cắt gỗ ấy, này, cắt gỗ này, nếu cắt gỗ ấy, thì nếu muốn cắt gỗ thì phải dùng cần thì phải cần cưa này. Chô đếm hàn tê khi mà lắp ráp ấy, thì mốt qua măng chi tô khiô mì là cần đinh và búa này. Khi lắp ráp cần đinh và búa này. Hôm nay thì tôi phải khoan lỗ. Tôi phải làm cái việc khoan lỗ nên tôi cần sử dụng. Nếu mà sử dụng cái khoan điện ấy, thì sẽ làm việc dễ dàng. Khi mà làm việc ấy, thì thật chi chi án kê chô chim he ra hà gô. Khi làm việc ấy, thì phải cẩn thận để không bị thương. Và khi làm việc ấy, thì thả cưng nên huề nên. Và sau khi kết thúc công việc ấy, thì chắc gấp tôi cố lên. Chê cha đi, hê cha chồng đi, hê tu ya. Tức là sau khi làm việc xong ấy, thì là những cái dụng cụ thì phải để đúng vào chỗ của nó. Thì đây ạ.
잭사드 만든 데 필요한 도구 아닌 것은 무엇입니까? là những cái khi mà làm ra cái bàn ấy thì những cái dụng cụ mà không cần thiết là cái gì? Thì ở đây chúng ta thuốc cần nhá, mang chi cần, chân kitrin cần và mỗi nipper kiểm cắt là không cần thôi ạ. Cái này chọn cái thứ hai. Các bạn chọn y số mấy ạ? Thứ hai. Cái người con trai này owner Jacob Halte, Jacob mua Smika. À, người con trai hôm nay làm việc gì? Cô là phụ mẫu hơn. Chú rất xin mỉa, đúng không ạ? Người con trai là làm cái việc số 3 là trục lỗ đây này. Để các bạn xem là chúng ta được bao nhiêu câu rồi ạ? 8 câu ạ. 8. Em 9 câu. Dạ. Ngọc được mấy câu Ngọc? Em nếu mà dùng phần nghe, nếu mà phần 2 dùng Google dịch thì đúng hết, phần đầu không nghe được câu 3. À, thế cũng được 9 câu à? Dùng Google dịch thì đúng hết. Nhưng mà đi thi thì không có Google dịch đâu. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nhé. Ok, hôm nay chúng ta học về bài cơ khí đầu tiên. Đây, 네, 안녕히 주무십시오. 잘 자요. 안녕히 주무세요. 네. 안녕히 계세요. 네.